Thưa quý vị, nhân ngày 19 tháng 5 vừa qua là ngày sinh nhật của Hồ Chí Minh và Pol Pot Khmer Đỏ. Anh Chi kính mời quý vị nghe lại bài viết của bạn Hoàng Khánh. Thực ra đây là một bài so sánh giữa Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm. Bạn Hoàng Khánh viết, hôm nay là ngày sinh nhật của bác chúng ta. Hãy xem một người lãnh đạo miền Bắc và một người lãnh đạo miền Nam có gì khác nhau. Chữ bác, bạn Hoàng Khánh đặt trong ngoặc kép. Thứ nhất, về tôn giáo, ông Ngô Đình Diệm, đạo Công giáo, ông Hồ Chí Minh, vô thần. Về trang phục, ông Ngô Đình Diệm, những lần đón tiếp những nguyên thủ quốc gia nước ngoài vẫn mặc trang phục truyền thống Việt Nam. Quốc phục Việt Nam là áo dài khăn đóng, những ngày lễ, ngày Tết, ca sĩ, nghệ sĩ vẫn hay mặc đó thưa quý vị. Còn ông Hồ Chí Minh thì cả đời không bao giờ mặc trang phục truyền thống dân tộc. Lật tung Google lên cũng chẳng thấy được tấm hình nào mặc quốc phục Việt Nam cả, mà toàn mặc đồ tàu cả thôi. Về vấn đề nhận viện trợ, ông Ngô Đình Diệm nhận viện trợ của Mỹ nhưng để phát triển kinh tế đất nước, xây dựng trường học, xây dựng bệnh viện, đầu tư vào y tế giáo dục, học sinh đi học miễn phí, vào bệnh viện miễn phí. Còn ông Hồ Chí Minh nhận viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc nhưng để đi phát động chiến tranh, chứ không phải đầu tư vào y tế hay giáo dục. Còn về mặt làm kinh tế thì ông Ngô Đình Diệm, nhà nước không nắm kinh tế phát triển tự do tư bản, người dân có quyền tư hữu những công ty, xí nghiệp, nhà máy của tất cả những mặt hàng chủ đạo nên có sự cạnh tranh phát triển. Nhờ vậy mà kinh tế GDP đầu người đứng thứ nhất, đứng cao nhất ở Đông Nam Á và xếp thứ ba ở châu Á. Còn ông Hồ Chí Minh thì nhà nước nắm kinh tế, cải cách công thương nghiệp, làm kinh tế tập trung, hợp tác xã, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, người dân không có quyền tư hữu nên không có sự cạnh tranh, dẫn đến người dân đói nghèo, đói khổ này, nghèo nàn này, mua cây đinh ký thịt cũng phải đứng xếp hàng. So về văn hóa cội nguồn thì ông Ngô Đình Diệm lên làm lãnh đạo vẫn lấy tên họ của dòng tộc mình, người ta vẫn gọi ông là ông Diệm, cụ Diệm, chứ không ai gọi là ông Ngô, cụ Ngô. Người Việt Nam xưng hô với nhau bằng tên chứ không phải xưng hô với nhau bằng họ. Còn người Trung Quốc thì họ xưng hô với nhau bằng họ chứ không phải xưng hô với nhau bằng tên. À, ông Hồ Chí Minh thì không dám nhận vợ, không dám nhận con, chối bỏ tổ tiên. Các bạn hãy thử kiếm trên cái thế giới này có vị chủ tịch nước nào hay vị tổng thống nào lên làm lãnh đạo mà bỏ đi tên họ của dòng tộc mình không? À, chắc chắn là chẳng có ai cả. Bây giờ các bạn lên làm lãnh đạo đi, các bạn có bỏ đi tên họ của mình không? Hoặc là các bạn đẻ ra một đứa con đó lớn lên và được làm lãnh đạo mà nó không lấy tên họ của bạn đặt cho nó, thì các bạn nghĩ thằng con đó là người như thế nào? Có phải các bạn đẻ ra nó không? Hay là châu chó đẻ ra nó? Lên làm lãnh đạo mà không lấy tên họ của dòng tộc mình thì chẳng khác nào quăng cái bàn thờ tổ tiên ra đường. Cả đời cũng không đi thắp được một nén nhang cho cha của mình nữa. Mộ của Nguyễn Sinh Sắc ở miền Nam, ở tỉnh Đồng Tháp đó. Rồi bây giờ bạn Hoàng Khánh tiếp tục so sánh về mộ phần. Ông Ngô Đình Diệm vẫn như bao nhiêu người khác, khoảng 6 mét vuông ở Lái Thiêu, Bình Dương. Còn ông Hồ Chí Minh, nguyên một lô đất vàng hơn 2 hecta giữa trung tâm thủ đô Hà Nội. Tiền lương trả cho hơn 1.000 quân lính đứng canh và làm việc trong lăng cũng tốn mấy trăm tỷ đồng một năm. Rồi tiền mỗi năm mời chuyên gia của Nga về để tiêm hormone để mà bảo quản duy trì cái thi thể, cộng thêm tiền ngân sách trích ra cho các phái đoàn khắp các tỉnh thành mỗi năm đến ngày lễ về viếng thăm lăng bác. Trung bình mỗi năm tốn trên dưới 1.000 tỷ đồng tiền thuế của dân cho mộ phần của ông Hồ Chí Minh. Bây giờ so về chính sách đất đai, thì ông Ngô Đình Diệm năm 1954, hơn 1 triệu người dân miền Bắc di cư vào miền Nam chạy trốn chế độ Cộng sản. Chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã mua lại đất đai của những điền chủ để chia lại đất đai cho người dân, trả 20% tiền mặt và 80% bằng công cổ phiếu. Số công cổ phiếu đó được thanh toán dần trong vòng 10 năm. Hiện giờ, mấy trăm ngàn hộ dân ở Thủ Thiêm và Lộc Hưng đang bị nhà nước quy hoạch giải tỏa. Đó là những đất đai được chính phủ thời ông Ngô Đình Diệm cấp và ở cho đến ngày nay. Còn ông Hồ Chí Minh thì sao? Chính sách của ông là giết hết tất cả những điền chủ, những thương gia giàu có để lấy đất đai của họ chia cho người nghèo. Những người giàu có, những người biết làm kinh tế là tầng lớp tinh hoa của dân tộc mang ra giết sạch. Con số chính xác do nhà nước đưa ra đó nha là 172.000 người được quy vào địa chủ và đã bị giết chết
từ năm 1953 đến năm 1956 trong một chính sách rất là tàn ác. Quý vị vô YouTube gõ cải cách ruộng đất thì sẽ rõ. Còn về mặt truyền thông nước ngoài nhận xét thì sao? Truyền thông nước ngoài nhận xét ông Ngô Đình Diệm là một người lãnh đạo kiệt xuất từ trí tuệ, đạo đức cho đến trình độ học vấn, có tầm nhìn xa trông rộng, một trong hai người lãnh đạo của châu Á được đứng trước lưỡng viện Hoa Kỳ diễn thuyết, người còn lại là Nhật Hoàng của Nhật Bản. Còn ông Hồ Chí Minh thì tầm nhìn rất là thiển cận, chỉ biết củng cố quyền lực cho cái đảng độc tài của mình. Và sự trơ trẽn nhất chính là đi tuyên truyền là Hồ Chí Minh được tổ chức UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Danh hiệu đó là do Đảng Cộng sản Việt Nam tự bịa đặt ra để mà dạy cho học sinh. Chứ nếu chúng ta vào trang chủ của UNESCO, làm gì có cái tên Hồ Chí Minh? Nếu tổ chức UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới thì cái tổ chức đó nó sụp lâu rồi. Chẳng những không được vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới mà ngược lại Hồ Chí Minh còn lại được xếp vào một trong 13 người lãnh đạo tàn ác nhất diệt chủng nhân loại. Quý vị cứ vô Google gõ vào 13 lãnh đạo diệt chủng nhân loại hoặc sự thật về Hồ Chí Minh thì quý vị sẽ rõ thôi. Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh, sự nghiệp và nhân cách của hai nhân vật huyền thoại trong lịch sử Việt Nam hiện đại. Người ta thường nói, cái quan định luận có nghĩa chỉ nên xét đoán người ta sau khi đã đậy nắp quan tài. Ông Diệm chết đã 55 năm, Hồ Chí Minh chết đã 49 năm, mong em nửa thế kỷ. Quá đủ để nhận xét phê bình. Nào, chúng ta hãy bắt đầu với vài sự so sánh. Thứ nhất, ông Ngô Đình Diệm thuộc gia đình vọng tộc, có học hành đàng hoàng, là một người yêu nước, không tham quyền, nên đã từ chức thượng thư dưới thời vua Bảo Đại. Còn ông Hồ Chí Minh thuộc gia đình nghèo, sống lang bạt, không được học hành, làm đủ nghề để sống, ôm mộng làm cách mạng vá trời lấp biển. Thứ hai, ông Diệm chọn cuộc sống lưu vong ẩn dật nhưng được vua Bảo Đại mời về nước chấp chánh, ông Diệm có chính danh. Còn ông Hồ đi học nghề làm cách mạng ở Liên Xô, khóc vì chủ nghĩa các Mác đã mở mắt cho ông. Được Cộng sản quốc tế huấn luyện, ông Hồ trở về nước chuẩn bị cướp chính quyền như Cộng sản quốc tế dạy ông. Thứ ba, ông Diệm trở thành Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa sau một cuộc bầu cử dân chủ, có nghĩa ông được bầu lên để nắm chính quyền lãnh đạo quốc gia. Tên nước Việt Nam không có hai chữ dân chủ, nhưng có dân chủ thật sự. Còn ông Hồ cướp chính quyền và nắm được chính quyền, đặt tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mặc dầu tên nước Việt Nam có hai chữ dân chủ, nhưng chỉ là thứ bánh vẽ. Ông Hồ cầm quyền do Đảng Cộng sản của ông đưa lên.
người dân Việt Nam đã không bao giờ bầu ông Hồ làm chủ tịch nước. Thứ tư, ông Diệm là người yêu nước thật sự, dù Mỹ giúp ông và viện trợ cho chính phủ của ông, nhưng ông Diệm đã không cho Mỹ đưa quân vào Việt Nam để đánh Cộng sản, bởi sự hiện diện của quân đội Mỹ sẽ làm miền Nam mất chính nghĩa. Còn ông Hồ là con người gian manh, như câu vè trong dân gian miền Nam cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960 được thấy ở đầu làng cuối ngõ. Mồm Hồ độc lập làu làu mà đi lạy lục Nga tàu than ôi. Nếu không có Liên Xô viện trợ vũ khí và tàu cộng chia sẻ từng hạt gạo, thì làm sao có đủ sức đánh đấm trong 20 năm? Nợ của tàu cộng bây giờ còn phải trả bằng đất đai biển đảo, bằng chứng là công hàm của Phạm Văn Đồng về quần đảo Hoàng Sa. Thứ năm, ông Diệm không tuân theo lệnh của Mỹ nên Mỹ bật đèn xanh cho các tướng lãnh miền Nam đảo tránh. Mỹ chỉ muốn hạ bệ ông Diệm, đẩy ông ra nước ngoài sống lưu vong. Nhưng tướng bất tài Dương Văn Minh vì tư thù và vì lòng tham đã cho lệnh giết ông Diệm. Ông Diệm lúc đó mới 62 tuổi. Hậu quả miền Nam rơi vào hỗn loạn, bị Mỹ chỉ huy và cuối cùng bị Mỹ bỏ rơi nên miền Nam phải thua. Tướng Dương Văn Minh đầu hàng, đó là cái lỗi và cái tội của các nhà lãnh đạo miền Nam hậu Ngô Đình Diệm. Còn ông Hồ vì là tay sai của Nga tàu, đánh đế quốc Mỹ dùng cho các đồng chí Liên Xô và Trung Quốc nên được hỗ trợ tối đa. Ai nói rằng quân đội Liên Xô và tàu cộng không có mặt ở Bắc Việt để Việt Cộng rảnh tay, dồn hết quân vào miền Nam mà đánh. Vì ngoan ngoãn theo Nga tàu, Hồ Chí Minh sống sung sướng cho đến khi chết vì bệnh. Nghe nói trên 70 tuổi, vì thật ra không ai biết năm sinh tháng đẻ của một con người có đến 175 cái tên. Thưa quý vị, sự nghiệp chính trị của ông Ngô Đình Diệm là biến miền Nam thành một nước dân chủ pháp trị. Dù một số tự do bị giới hạn bởi đất nước đang phải đối phó với giặc xâm lăng từ miền Bắc. Qua việc ông Ngô Đình Diệm bị giết, sau này Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson đã gọi các tướng lãnh miền Nam được Mỹ thuê đảo tránh là một bọn ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa. Tổng thống Tưởng Giới Thạch của Trung Hoa Dân Quốc đã thốt lên: cả 100 năm nữa Việt Nam mới có Ngô Đình Diệm thứ hai. Biết bao giờ Việt Nam mới sản sinh được Ngô Đình Nhu thứ hai. Ông ta là Khổng Minh của Việt Nam. Người ta thường nói xem mặt bắt hình dong, mời quý vị xem vài đoạn phim để xem tướng của ông Diệm và ông Hồ khi họ công du ở Mỹ và tàu. Tổng thống Diệm đã được Tổng thống Mỹ Eisenhower ra tận phi trường đón và cùng duyệt hàng quân danh dự. Ông là vị quốc trưởng thứ hai được Tổng thống Eisenhower ra tận cầu thang máy bay để đón. The greatest of courage, the greatest of statesmanship, qualities that have aroused our admiration and make us indeed glad to welcome you. I thank you very much. Sau đó, Tổng thống Diệm được mời phát biểu tại Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ, là danh dự hiếm có dành cho một vị lãnh tụ ngoại quốc. It is understandable that the interest of Vietnam are identical with the interest of the people of a free world. It is on this plan that your and our fight is one and the same. We too will continue to fight communism. Trong khi đó, ông Hồ qua thăm tàu cộng với những hình ảnh sau đây, với bài hát Hồ Chí Minh Mao Trạch Đông muôn năm bằng tiếng Việt và tiếng Tàu, tài liệu từ mạng lưới toàn cầu. Đường ta đi hồng màu cờ thắng lợi, nhân dân ta ca muôn năm Hồ Chí Minh Mao Trà Đông, Việt Nam Trung Quốc sẵn chiến liền chiến, quân đến Đông Hải u minh dầu nhị xem chào giang, cùng duyên đi chiến xuôi chào xiang chiến quan xiên hoàng. Chính thân cùng thính xung kỳ cao trang.
胜利的路上红旗飘扬。啊，我们万古万岁，胡志明、毛泽东。So sánh sơ qua về thân thế và sự nghiệp của hai người, chúng ta thấy Ngô Đình Diệm hơn hẳn Hồ Chí Minh. Họ Hồ là một con người đáng nguyền rủa và ông ta đã phải trả một cái giá. Đó là nằm trong lăng Ba Đình ngoài ý muốn của ông để bị một đại bộ phận nhân dân nguyền rủa. Nguyền rủa rằng ông là một con người ác độc. Cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc vào thập niên 1950 đã làm khoảng nửa triệu người chết. Bà Nguyễn Thị Năm, tức Cát Hanh Long, người có công che giấu cán bộ đóng góp vàng bạc cho Hồ Chí Minh trong tuần lễ vàng, cũng bị đấu tố và xử bắn. Tết Mậu Thân 1968, khoảng 5.000 người bị chôn sống, đó là chỉ nói những vụ sát sinh của Hồ Chí Minh khi ông ta còn sống. Còn ông Ngô Đình Diệm cũng bị Cộng sản cáo buộc là mang máy chém lê khắp miền Nam để chặt đầu các cán bộ Cộng sản, nhưng đó là tuyên truyền của Cộng sản, không có bằng chứng. Ông Ngô Đình Diệm bị cho là bách hại Phật giáo và ưu tiên cho người Công giáo. Đó cũng là tuyên truyền của Mỹ và của Cộng sản nằm vùng nhằm làm giảm uy tín của ông Diệm. Trái lại, cá nhân ông Diệm là người ưu ái đối với Phật giáo. Đa số các bộ trưởng trong nội các của ông là tín đồ Phật giáo, kể cả Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ. Ông Diệm có công rất lớn trong việc đưa gần 1 triệu người miền Bắc di cư vào Nam, lập khu dinh điền, khu trụ mật. Người Bắc di cư đã có đời sống ấm no thật sự tại miền Nam. Nhiều người di cư không phải là Công giáo vẫn còn biết ơn ông Diệm, buồn khi nghe tin ông bị giết. Và cuối cùng, trong bài so sánh rất ngắn ngủi giữa hai con người, chúng tôi xin nói về nhân cách của hai nhà lãnh đạo Bắc và Nam. Việt Nam có hai lãnh tụ độc thân nổi tiếng lãnh đạo hai miền thù địch. Cả hai miền đều tìm cách tô vẽ hình ảnh hai người hy sinh chuyện tình cảm riêng tư, không lấy vợ để dành thời giờ lo cho đất nước. Nhưng sự thật có như vậy không? Đến nay cả hai ông đã chết và lịch sử đã chứng minh, cho thấy những cái không thể còn giấu mãi được. Không thể trở thành linh mục, ông Diệm chọn sống đời độc thân để dấn thân cho đất nước, cho đến khi chết. Ông không làm điều gì tai tiếng, ông không tằng tự với phụ nữ, không cướp vợ hay người yêu của đồng chí. Không có con rơi, không có thói quen ôm các cháu gái nhi đồng. Nhưng cuộc đời tình cảm riêng tư của Hồ Chí Minh không phải như Đảng Cộng sản và các văn nô tô vẽ bấy lâu. Ngay cả mấy chục cái video do ông giáo sư tiến sĩ Hoàng Chi Bảo bỏ ra mấy chục năm nghiên cứu để viết về cuộc đời của họ Hồ và giảng dạy cho cán bộ nghe về cuộc đời vĩ đại của ông ta, rằng ông là nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam và thế giới, là con người nghệ sĩ lãng mạn, chăm lo đặc biệt cho phụ nữ, hy sinh không lấy vợ, sống cô đơn một mình cho đến chết vì đất nước dân tộc vân. Tất cả chỉ là những trò tuyên truyền rẻ tiền trong thời đại tin học bùng nổ. Cách đây 26 năm, bà Vũ Kim Hạnh, tổng biên tập của báo Tuổi Trẻ đã bị cách chức vì cho đăng bài thư bác Hồ gửi cho vợ. Ngày nay, cứ lên mạng lưới xem thì biết Hồ Chí Minh dâm dật như thế nào, vô trách nhiệm ra sao với những người tình, người vợ không giá thú của ông ta. Việt Nam đã sản xuất ra hai con người lịch sử của hai miền, một hiền nhân quân tử bị giết oan uổng, một tiểu nhân lưu manh sống khá lâu. Ông trời không có mắt. Thưa quý khán thính giả, một điểm báo của TV Tuần San Online với bài viết của ký giả bốn báo Hương Bình đến đây chấm dứt. Vũ Hà xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại lần tới. Chạy rồi. Đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời.
Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói đi thôi. Cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Đây sao? Chọc. Rào củ thế. Cạnh đồng hồ cung học này. Đấy, được rồi. Rò vào, lít vào. Không, mẹ. Không phải chưa sâu. Bảo, cho lấy cái nó đâu. Thì đúng chỗ đấy. Rào củ sao? Nhưng ra sang. Đấy. Bắt đầu chặt đi, ông chặt đi, xong nó lấy nới chảy ra. Đây này, cái mõm nó này hất ra thì cho. Thế tiết nó phải chảy ống ốc cơ. Kéo đánh cái cành nhỏ hứng nữa vào không mấy nữa ra ngoài có tí tiết ra ngoài hết cho dao vào lách nó ra đấy nhiều cốc nó ra đấy giờ bắt đầu nó còn thở.